Xin chào mọi người đã trở lại với Chen Lô Cua Khánh Én. Dạo này mình đang comeback lại rất là rầm rộ, thế nên là nếu mọi người ủng hộ mình thì mong mọi người cho mình xin một like và một subscribe và một chia sẻ cái video của mình. Tại vì là kiểu lâu rồi mình không review ấy, thế nên là nó bị mất đề xuất. Thế nên là mong mọi người cho mình xin một like thôi để cho nó có đề xuất nha. Ok, thì bắt đầu vào video ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với cả intro. Drop it. Xong rồi, intro xong rồi đúng không? Intro xong rồi, ok. Intro xong rồi thì chúng ta sẽ trở lại luôn với cả đôi giày của ngày hôm nay. Và đôi giày của ngày hôm nay là đôi gì? Và đôi của ngày hôm nay là một đôi có hot hit hay không? Thì chắc là nó là hot hit, nhưng mà hot hit của ngày xưa lâu lắm rồi. Nhưng mà chắc bây giờ mọi người vẫn thích đôi này, tại vì chính mình cũng là một người rất là thích đôi này. Kiểu gì? Ok, thì hôm nay là một đôi Yeezy Static và đôi này hiện tại nó đang có rất là nhiều phối màu rồi, nhưng mà mình vẫn thích cái phối màu OG của nó nhất. Đó chính là cái màu original, là màu đầu tiên của cái phối màu Static. Đó chính là đôi Yeezy 700 Static OG. Đó, đây chính là đôi Yeezy Static 700 OG của ngày hôm nay. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là mới có một chút ánh sáng nhẹ thôi mà nó đã phản quang rồi. Đó, đôi này là một đôi full phản quang, thế nên là mà chắc chắn là Yeezy Static 700 thì lại phải là full phản quang rồi, có nghĩa là nó có cả dây và có cả cái mặt này, cái đầu này, đây cái này và mấy cái lỗ nhỏ này này. Trông thực sự nhìn cái này mình thấy rất là giống cái cánh bướm luôn, thực sự không hiểu tại sao mình thấy rất là giống cái cánh bướm. Ok. Thì đôi Yeezy Static 700 lần này update thì nó sẽ có những cái gì đặc biệt? Thì theo nhận xét của mình ý, thì đôi Yeezy Static 700 cái đợt đầu mà hàng rep thường như này nó mới ra ấy, thì thực sự là nó có một cái độ detail rất là tồi luôn. Nhưng mà đợt lần này mình thấy hàng nó rất là đẹp, thế nên là mình đã quyết tâm là phải review cho mọi người xem luôn. Đéo tin. Đó, thì đây chính là tổng thể của đôi Yeezy Static 700 hàng rep thường, ok. Để tại sao lại là rep thường thì nói chung là hàng rep 11 và rep thường ấy nó chỉ hơn nhau ở cái boost và một số chi tiết rất nhỏ thôi. Thế nên là nếu ai mà không có điều kiện eo hẹp thì chúng ta rất là dễ dàng xúc ngay cho mình một đôi Yeezy 700 Static hàng rep thường. Đó, thì đôi này hiện tại giá của nó mình đang bán là 600.000. Đéo tin. Đó, rất là đẹp phải không? Đó, đây chính là đôi Yeezy của chúng ta của ngày hôm nay. Thì một số điều cơ bản của cái đôi này mà chúng ta nhìn thấy luôn ý, đó chính là chúng ta thấy có cái sợi dây nó rất là lòng tòn lòng ngoằng này, nó rất là giống với cái lông gì đó và nó rất là xoăn luôn, thực sự rất là xoăn à lông đầu. What the fuck? Ok, thì cái dây này tại sao nó phản quang thì nguyên lý của nó ấy, thì là Adidas nó đã gọi là đan với cái sợi phản quang vào cái dây này, thế nên là đó là lý do tại sao nó cứ lòng tòn lòng ngoằng như thế này đó. Nhưng mà thực sự thì trông nó cái lần này nó làm nó không bị lằng tà lằng ngoằng như cái đợt nó lúc nó mới ra ấy, thì chắc là kiểu độ hoàn thiện của nó vẫn chưa ok cho lắm, thế nên là lúc nó mới ra nó rất là kiểu co nhóm nhùng trông rất là kiểu bìu nhìu luôn ấy. Nhưng mà lần này thì nó đã trông nó thẳng thuống hơn một chút rồi, nhưng mà nó vẫn không thể thẳng thuống được như những cái dây dày bình thường đó. Thì cách check của đôi này rất là đơn giản thôi, thì là boost của nó mọi người chỉ cần nhìn thôi là mọi người đã thấy ngay là hàng rep hay là hàng effect rồi. Tại vì thực sự mình nhớ không nhầm thì bây giờ hiện tại effect của đôi này đã bị tuyệt chủng rồi, nghĩa là không còn effect trên thị trường nữa. Theo mình nhớ không nhầm thì là như vậy. Tại vì sao? Tại vì là cái đôi này effect với cả hàng rep nó chẳng khác gì nhau, và giá nó cũng kiểu xem nhau, nên là mọi người hầu như bây giờ không bán effect nữa và chỉ chuyển hết sang hàng này luôn, vì nó rất là đẹp và rất là rẻ. Đó, giá rất là kiểu bèo nhèo luôn. Đéo tin. Đó, thì hầu như đôi hàng rep thì chúng ta sẽ có được một chất lượng đẹp hơn như hàng rep thường ở chỗ như thế nào, đó chính là ở phần đế này này, thì nó sẽ chúng ta sẽ không bị nhăn, không bị nhăn như thế này. Đây, để mình cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy rất là nhiều vết hằn ở trên cái phần đế này, tại vì là kiểu nó đi theo của nó ấy, thì cái hoàn thiện của nó không được tốt, thế nên là khi làm nó bị dập, nó sẽ bị nhăn về cái phần này. Và thứ hai thì đây là mình đang nói điểm xấu của nó trước nhá. Thứ hai chính là ở cái phần boost của nó thì trông nó rất là kiểu kiểu sao ta, trông nó rất kiểu mụn luôn ý, trông nó mọc, trông nó kiểu sắp xếp rất là lộn xộn luôn ý. Mình thấy nó không được đẹp, thì tất nhiên rồi, hàng rep thường thì nó sẽ không thể đẹp bằng con 11 rồi. Điều mà mình thấy tất cả những đôi Yeezy 700 đều bị đó chính là cái boost của nó hầu như không thể êm bằng những cái đôi Yeezy 350. Tất cả những ID giày của Adidas mà đi những đôi Yeezy thì chắc chắn sẽ có một quan điểm giống mình, đó chính là Yeezy 700 đi không êm bằng Yeezy 350. Tại vì sao? Tại vì nó có, thứ nhất là vì cái bộ đệm của nó ấy, thì nó rất là đồ sộ, thế nên là khi mình không cảm nhận được cái boost của cái con này. Và thứ hai là cái boost của con này nó làm, mình không biết là nó có làm khác hay không, nhưng mà thực sự boost của con này đi nó không êm. Đó, thì tiếp theo, còn nói về điểm tốt ấy, thì mình thấy đó chính là
đôi này nó lên chân thì chúng cho chúng ta một cái cảm giác rất là kiểu quý tộc, kiểu rất là kiểu sang chảnh luôn ấy. Kiểu mọi người đi trông nó kiểu phản quang ấy, trông nó rất là đẹp. Và điều mà mình thích nhất ở trên cái đôi hàng rep này nó chính là ở phần upper. Cái phần toe box này thì thực sự da của con này nó làm rất là đẹp luôn. Đây mọi người có thể nhìn xem này, da rất là đẹp luôn, da thực sự rất là đẹp. Ở hai bên này thì nó là không nhầm thì xịn sờ vào thì kiểu rất là giống da bò, thì không biết là có phải da bò hay không, chắc nó chỉ là da tổng hợp thôi, nhưng mà da này nó cũng khá là tốt, trông khá là bền bỉ. Đây mọi người có thể nhìn xem đấy, da của nó trông khá là bền luôn ấy. Và mọi người có thể thấy đường chỉ của nó detail đằng đít này. Đấy, hầu như mọi người check một đôi giày, mà check một chất lượng của một đôi giày thì mọi người hãy nghe mình check ở những chỗ như thế này. Thứ nhất là ở phần đầu, ở phần mũi giày. Đó, thứ nhất là ở phần mũi giày, hai là phần đít giày. Thì hai cái phần này là hai cái phần mà người ta làm thủ công, nó sẽ rất là kiểu cẩu thả ấy. Thế nên là nó sẽ rất là xấu ở những cái phần như thế. Thế nên là mình check giày mình hay nhìn ở cái, một là phần chỗ upper này này, hai là phần cái chỗ lem, chỗ này có bị lem keo không này, ba là ở cái phần má này này. Nó rất là dễ bị kiểu sổ chỉ, thế nên là mình sẽ check giày, mình hay check ở những cái điểm đấy để xem là độ hoàn thiện của nó có đúng với cả cái chất lượng hay không. Đó, thì nhưng mà ở một đôi hàng rep thì chúng ta sẽ thấy là cái độ lem keo của nó sẽ khá là nhiều. Đây là một đôi màu trắng thì chúng ta nhìn không rõ, nhưng mà nếu là một đôi màu đen thì nó sẽ nhìn rất là rõ. Đây là mình sẽ nói cả điểm xấu và điểm tốt của nó, chứ không review mà anh em lại bảo là chỉ nói điểm tốt hay không, để chỉ nói điểm tốt để bán hàng thôi thì nó sẽ không đúng. Nhạc. Đây là mình sẽ nói thứ mà chúng ta sẽ có được ở một đôi 600.000, đó chính là một cái chất lượng rất là tốt ở một cái tầm giá rất là ok và trung bình. Đó, đây chúng ta sẽ nhìn thấy đó, đường chỉ của nó sẽ rất là ok, sẽ rất là đẹp. Đó, đôi này thì cái tem thì hầu như chả ai check tem cả, nhưng mà thôi cứ lôi ra cho mọi người xem. Nó là made in Chile, không phải made in Việt Nam nữa rồi, mà kể cả có made in Italy, made in Tây Ban Nha, made in USA thì nó cũng vẫn là Trung Quốc cả thôi. Còn ở phần lót của nó thì chúng ta sẽ có chữ gì, và một cái chữ này là mình không biết là đọc như thế nào, mình quên mất cách đọc rồi. Nhưng mà đây là một cái công nghệ mới. Đó, công nghệ này là công nghệ gì đó? Quên rồi. Đó, có chữ Adidas ở đây. Và ở phần này nó cũng có, ở mặt chữ ở bên này nó cũng có cái công nghệ và cái chữ Adidas. Ở đây có một cái chữ Adidas. Đó, mọi người thấy này, nó dập rất là đẹp luôn, nó dập rất là chuẩn chỉ và dập rất là kiểu trông rất là ok ấy, kiểu mình nhìn thấy trông rất là xịn sò ấy. Nói chung là cái mặt lót này mình rất ưng và mình không hề có một chút phàn nàn gì về một cái mặt lót này. Thì đây chính là cái giấy, cái cục giấy này thì hầu như mọi người sẽ thấy ở trong những đôi Adidas rồi. Đây, còn tiếp theo chính là ở phần boot của nó. Mấy cái boot này thì boot fake, thế nên là cái lỗ khá là to, trông là kiểu nó xếp xếp vào với nhau ấy. Đây chính là đường chỉ ở bên trong phần insole. Đây mọi người có thể nhìn thấy, không biết làm nào, đây mọi người có thể nhìn thấy đường chỉ đi khá là đều đúng không ạ, đường chỉ không hề bị cắt đoạn, và thực sự mình nhìn thấy chất lượng của đôi này khá là tốt. Và hầu như những cái đôi nào mà thật sự tốt thì mình mới giới thiệu với mọi người, chứ nếu mà giới thiệu với mọi người một đôi mà không tốt thì nó sẽ không hề hay một chút nào. Và đây chính là chữ Adidas của đôi Yeezy 700 Static. Thì cái chữ này thì chúng ta không lạ gì nữa rồi, vì ở cái đôi Yeezy 700 Wayrunner bản OG thì nó cũng đã có cái chữ đấy rồi. Và đây chính là cái dây của nó. Ok, thì đó là tất cả về đôi Yeezy 700 Static. Và mọi người có ý kiến có một điều mà mình thấy rất là lạ và mình định làm ở vlog sắp tới về giải thích ngữ pháp về cái đôi hàng rep. Đó chính là không hiểu tại sao mọi người cứ thấy cái tag này là mọi người auto cho vào rep. Tại sao vậy? Nếu mọi người thích mình có thể mua về và mình có thể gắn chục cái vào đây luôn cũng được, và kể cả tag mọi người thích mình cũng có thể gắn vào cho mọi người được. Nhưng mà mình buồn cười một chỗ là không hiểu tại sao mọi người cứ cho cái auto định lý là cứ có cái tag này là hàng rep. Động má. Đấy, nói chung là nó rất là buồn cười. Thế mình chỉ bonus thêm một chút thông tin về cái vlog đằng sau thôi. Và cảm ơn mọi người đã xem xong cái review và unboxing, không phải unboxing mà review về cái đôi này và đánh giá đôi này. Nếu mọi người thích vlog sau, review sau làm về đôi gì, mọi người có thể comment ở bên dưới. Và sắp tới mình sẽ làm một cái vlog như mình đã nói, đó chính là giải thích ngữ pháp về giày fake. Nếu mọi người có cái câu hỏi gì về giày fake thì có thể để ở bên dưới, mình sẽ làm và làm riêng một video cho bọn đó luôn. Cảm ơn mọi người đã xem xong video một lần nữa. Bọn nước thêm là video sau video này sẽ là một đôi Rick Owen rep cộng của Thắt. Cảm ơn mọi người nha, nhớ like cho mình để được đề xuất nha. Cảm ơn mọi người, và mình đã bắt đầu comeback rồi, nên là mong mọi người cho mình xin một like để mình có thêm động lực để làm những video khác và chỉ cho mọi người một số cách check của những đôi
hơn. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.